Hello, xin chào tất cả các bạn ha. Cái này là cái clip phần 2, là mình giới thiệu về phần 2 mình giới thiệu về những cái dụng cụ nhà tắm, dụng cụ nhà vệ sinh ha. Rồi, trước hết là mình giới thiệu qua cái những cái mặt hàng này là toàn bộ là hàng inox 304 ha, là không có gì xét nha, hàng mới chưa qua sử dụng đó, là coi như mình không có bao ship nha, các bạn nghe cho kỹ ha, hàng này không bao ship ha. Đó, đây, trước hết là mình giới thiệu về một cái dao chiếc cành đó, rất là đẹp luôn đó, cán nó là cán giống như nó là giống như cái bằng cái cây gì á. À, lại đây nó có là một nắp, là cái này nắp này là cái nhánh nhỏ nè, nhánh lớn nè, nhánh này là nhánh nhỏ nè, để mình chiếc cành ha, dao chiếc cành rất là bén nha. Đó, đó. Rồi cái này là 100.000 một cây ha, dao chiếc cành 100.000 một cây đó, nó là như vậy. Đó, nó có một cái bọc giống như cái túi nỉ nha, túi nỉ dao chiếc cành 100.000 một cây ha. Rồi tiếp theo là một con kéo cắt cành 150.000 một cây ha. Rồi này inox luôn ha, đó, rất là đẹp luôn, là nó có kèm theo một cái lò xo xe cua cho mình ha. Lò xo nó nằm ở trong này, mình dẫn ốc ra là nó có lò xo trong này. Đây là cái khóa nè, khóa gài ha. Đó, rất là mạnh ha, mình cũng ở nhà đang xài cây giống vậy. Đó, rất là êm tay. Đó, rất êm tay. Rồi 150.000 kéo cắt cành, chỉ còn có 2 cây thôi, mình nhập về 20 cây và bán hôm vậy là bán hết rồi, mấy tháng này à, còn duy nhất 2 cây ha. Rồi, kéo cắt cành thì còn 10 cây ha. Đó, các bạn coi vừa mình xài thì mình chốt ha. Rồi tiếp theo là một cái vòi vòi nước, vòi ngắn nè, 80.000 inox 304 nha. Đó, cái này là cánh bướm nè, nó là kèm theo một cái này nó để mình che cái che vô cái tường ha, bắt vô tường ha. Đó, thì nắp nha, nó này là nó đang bọc cái keo không cho nó chảy ha. Rồi cái này vòi ngắn nè, đây là một cái vòi dài nè, đó các bạn coi kỹ ha, vòi dài là 110.000. Đó, 110.000. Đó, nó dài hơn, toàn bộ là inox 304 ha. Vòi nhà, vòi dài 110.000 ha. Đó, vòi dài 110.000. Đó. Đó, nó có bọc, có hộp luôn nha các bạn. Có nhiều cái hộp nó rách thì mình dục rồi. Đó. Rồi tiếp theo một cái vòi là hai đầu, vòi hai đầu tức là cái một đầu này là để mình gắn cái ống truyền đi, còn cái vòi này là vòi xả ha, hoặc là mình để mà gắn cái vòi sen cũng được. Đó, cái công tắc này là cái của cái này đó, còn cái này là của cái vòi xả ha. Đó, rồi 100.000 một cái ha, 150.000 nha, xin lỗi ha, 150.000 vòi hai đầu, đó hai đầu, đó là 150.000.
nó cũng có luôn một cái nắp để mà ốp vô tường ha, che lại cho nó đẹp ha. Rồi vòi hai đầu 150.000 nha các bạn. Đó. Toàn bộ những cái mặt hàng này là chưa qua sử dụng nha, hàng mới ha, chưa qua sử dụng 304. Chừng nào các bạn nói là không phải 304 là mình sẽ hoàn tiền lại đó. Rồi đây là một cái cục gác ha, cục gác này là nó là coi như là gác sen nè, gác vòi xịt nè ha. Đó, cái này là nó cũng khá nặng nha, inox luôn nè, rất là khá nặng đó. Nó là coi như là nó bao gồm là hai con ốc inox với là hai cái tắc kê luôn cho mình đó. Một cái như vậy là 30.000 ha, 30.000 cái, 30.000 cái nha, cái giá đỡ 30.000. Tiếp theo đây cũng là một cái giá đỡ đó. Cái này thì nó xoay được inox 304 ha. Đó, cái này là 100.000 nha, 100.000 nè, cái này nó xoay nè 360 độ ha, cái này nó dặn ra được đó, nó dặn ra để mình bắt ốc nè đó, bắt con ốc này nó có cái lỗ ha, bắt ốc này vô đó, hoặc là mình dán keo nha đó, nó cũng là kèm theo một chai keo à đó, nó kèm theo một chai keo cho mình ha. Đây đây, nó là có một cái tắc kê và một con ốc inox à, và một chai keo đó kèm theo cho mình đó, nó là một bộ như vậy là 100.000. Rồi giá đỡ vòi sen xoay 360 độ là 100.000 cái ha. Rồi tiếp theo là cái mấy cái dây dẫn nước nè, cái này là 40, là mình bắt vô cái lavabo hoặc là cái toilet, cái chuyển nước ha, chuyển nước vô bồn toilet ha. Cái này là dài 40 cm, là 50.000 một dây ha, inox ha, inox luôn đó, có giòn có đồ đầy đủ ha, hai đầu có giòn sẵn ở đó, là 40 cm là 50.000. Còn cái 50 cm là 70 ha đó, nó có hai loại, một loại 50 và một loại 40 ha. Đây, 40 cm là 50k và 50 cm là 70k đó, hai loại ha, các bạn lấy loại nào cũng được, bảo đảm là inox ha, không dỉ xét ha. Rồi tiếp theo là một cái vòi xịt rồi, vòi xịt đây đó, một bộ của nó là luôn cái giá đỡ ha. Cái vòi xịt này nó có hai loại ha, nó có hai loại đó, cái giá đỡ này nó có hai nấc nha, một nấc là đứng nè đó, mình bắt vô vậy nó đứng nè, còn mình để ngoài là nó xéo ha đó, để ngoài là nó xéo và để vô trong là nó đứng ha. Đó, một bộ như vậy là một cái dây xịt 1m2 và một cái vòi xịt, một cái giá đỡ 150.000 à, 180.000 à, 150.000 nha các bạn, xin lỗi ha, là 150.000 đó, một bộ vậy nha các bạn, coi cho kỹ, một cái giá đỡ, một cái tay xịt đó, tay xịt và một sợi dây 1m2 inox ha. Rồi là 150.000
Đó, một bộ. Rồi tiếp theo là một cái vòi sen. Vòi sen ha, inox hết. Đó, dây này dây dây xịn sò luôn nha. Dây này hồi trước mình bán là 150 nha. À, bây giờ là mình coi như là mình theo giá thị trường ha. Đó, dây này là thuộc cái dạng dây lò xo ha, kéo dạng được ha. Đó, dây trong là bằng bằng cái gì nha, chứ không phải bằng nhựa ha. Đó, đây một cái vòi sen đó luôn, giá đỡ đó, một dây vòi sen giá đỡ với cái tay sen 200 ngàn, 200 ngàn đó, cái loại này là 200 ngàn ha, 200 ngàn, 200 ngàn một bộ vậy ha. Đó, vòi sen, tay sen, dây sen ha. Đó, cục sen luôn, cục giá đỡ luôn là 200 ngàn. Rồi tiếp theo là cái bộ thứ hai. Đó, bộ thứ hai là 250 ngàn. Đó, đây là inox 304 đàng hoàng, còn cái đó, cái này là nhựa ABS. Đó, nó có độ chỉnh ha. Đó, có độ chỉnh xòe hoặc là chụm lại ha. Dây nó là 1,5 m nha, dây 1,5 m. Đó, nó cũng gồm có một cái giá đỡ. Đó, nó gồm có một cái giá đỡ ha. Đó, một bộ như vậy 250 ngàn, cái này là 250 ngàn nha các bạn, 250 ngàn. Bộ này là 250 ngàn bông cúc. Đó các bạn, cái nói là bông cúc, sen bông cúc, bộ sen bông cúc. Đó, 250 ngàn. Còn cái này là bộ sen trơn 200 ngàn. Đó, 200 ngàn. Ốc vít đầy đủ ha. Đó, đây là sen bông cúc 250 ngàn. Rồi tiếp theo là một cái tay sen không, tay sen 100 ngàn, inox 304 luôn, mà cái này là coi như là cái sen không ha, 100 ngàn. Rồi đây là một cái chữ T để mình dùng trong toilet nè. Đó, chữ T để gắn trong toilet ha. Đó, một cái một đầu này là vô bồn toilet, và một đầu này là nó có thể là vô cái vòi xịt ha. Đó, một đầu vô vòi xịt và một đầu vô toilet ha. Nó gồm có hai loại ha. Loại cái đầu nhựa 70 ngàn. Đó, chữ T đầu nhựa 70 ngàn. Còn chữ T đầu inox là 100 ngàn ha. Đó, hai loại ha, hai loại, một cái 70 và một cái 100 ha. Cái 100 ngàn là inox hết. Đó, nó có trong hộp vậy nha, nằm trong hộp ha, hàng inox 304. Mình bán là hàng chất lượng đàng hoàng nha các bạn. Đó, không có phải chơi. Mình bán đây là coi như là mấy năm trời rồi nha. Đó, các bạn không tin là các bạn nếu mà ra cửa hàng hỏi thử nha giá cả rồi các bạn sẽ mua. Đó, giá cả cửa hàng mình bán cái này 70 là ở ngoài nó bán phải trên 100 ngàn trở lên ha. Đó, rồi đây là cái vòi lavabo. Đó, cái này cánh bướm nha. Đó, nó giống như cái cánh bướm ha. Đó, giống cánh bướm.
250.000 cái đó. Nó có hai kiểu ha, kiểu này thì nó dài hơn đó, cái này là cái tay, tay này dài đó. Đó, còn cái này là cánh bướm đó. Hai loại đồng giá ha, 250.000, 250.000 đó, 250.000 một cái. Vòi nước lavabo, bồn rửa mặt, à, chậu rửa mặt ha, chậu rửa mặt 250.000, 250.000 ha. Rồi tiếp theo là một cây tiêu trượt, tiêu trượt của vòi sen ha, nó là 6 tấc nha, đó, đề cao 6 tấc, nó là có cái nút ở đây, nó bấm là tùy thích, đó, tùy mình ha, cao người lùn ha, đó, người cao người lùn, tùy mình chỉnh ha, đó, cây này là 290.000 ha, nó gồm có là 3 con ốc inox và 3 cái tắc kê, một cây lục giác, một cây lục giác để mình dẫn ốc ha, dẫn ốc xếp vô đó, của nó là vậy nè, su 304 đó, giác vòi sen nè, 290.000 một bộ nha các bạn, 290.000 đó, nó là nằm trong hộp vậy ha. Cái này lúc trước mình cũng bán nhiều rồi, bây giờ còn sót lại hai cây. Hồi trước mình bán 350 nha các bạn, nay mình phải theo giá thị trường đó. Các bạn ra ngoài cửa hàng mua cây này á, các bạn mua ít nhất cũng phải 350 tới 400 đó, bây giờ mình chỉ bán 290.000. Rồi, giá đỡ vòi sen ti trượt 290.000. Rồi, tiếp theo là cái vòi xả, ống xả lavabo ha, ống xả lavabo. Đây là cái nút nhắn ở lavabo nè, cái chậu rửa mặt nè. Đó, mình nhắn xuống là nó chặn nước lại ha. Đó, nhắn lên nè, su 304 ha, rất là đẹp. Còn cái con tán này là con tán bằng thao ha, thao đồng ha. Đó, đây đó, nắp này inox, cái ở giữa cũng là bằng thao đồng đó. Cái này nhà mình đang xài mấy cái luôn nha, nhà mình có 5 cái chậu giữa mặt đó, đó mình sẽ đang xài ha. Đó, đây là cái ống xả nè, đây là nó có cái nút rất là hay luôn, nó sợ động lại lâu ngày á, nó dơ là bắt đầu mình xả cái này cũng được đó, mình khỏi cần tháo nguyên cây ra đó, lâu lâu mình xả một cái cho nó sạch sẽ ha. Còn cái này là tùy mình chỉnh nha, nó có hai cái tán ở đây, tùy mình chỉnh đó, cao thấp đó, nó có giòn đồ đầy đủ ha, có giòn ha, nó giòn đồ đầy đủ đó, thấy cũng vậy, chỉnh xéo chỉnh ngang chỉnh gì cũng được đó. Đây là 200.000 một bộ ha, một bộ như vậy là 200.000 đó. Nút nhắn kim luôn bộ, ống xả si phong 200.000 đó. Rồi tiếp theo là cái vòi rửa chén ha, vòi rửa chén, vòi rửa chén, cái này là kiểu vuông đó, còn cái kiểu tròn thì mình bán hết rồi ha. Đây là kiểu vuông đó, bẻ qua bẻ lại ha, còn cái này là xoay 360 độ ha, xoay 360 độ đó. Đó. Rồi cái này là 200.000 cây ha, 200.000. Rồi đây là một cái vòi lavabo chậu rửa mặt nóng lạnh. À, cái này nặng nha, gần 1 kg á. Đó. Nó có hai cái ống mà. Đó, hai ống. Hai cái dây. Hai dây là coi như là
Một dây đỏ là nóng và một dây xanh là lạnh ha. Hai dây nó bắt vô. Hai dây bắt vô đây. Và hai dây này là bắt vô tường ha. Đó. Chậu giữa mặt 400 ngàn. Đó, nóng lạnh, chậu giữa mặt nóng lạnh. Đó. Một bên nóng và một bên lạnh. Đó. Kẹ lên. Mình thì gạt xuống là nó khóa ha. Gạt xuống là khóa. Đó. Kẹ lên là mở. Bên nóng, bên lạnh ha. Đó. Rồi. Cái này là cái vòi chậu giữa mặt nóng lạnh là 450 ngàn ha, 450 ngàn. Nó nằm trong bọc có hộp đựng đàng hoàng ha. Rồi. Vòi lavabo nóng lạnh 450 ngàn. Rồi tiếp theo là một cái vòi rửa chén nóng lạnh. Đó, vòi rửa chén nóng lạnh ha, vuông, kiểu vuông. Đó, kiểu tròn thì mình cũng bán hết rồi. Đó, một bên nóng một bên lạnh ha. Đó, đó là cũng có hai cái sợi dây, một dây đỏ và một dây xanh ha, cho mình gắn vô nè. Đó, mình vặn cái đầu này ra nè. Đó, vặn ra là mình bắt vô thôi. Rất là dễ ha, giòn viết giờ đầy đủ ha. Cái này nó cự ly cho mình canh ha. Đó, nó cho mình canh. Đó, vặn vô. Rồi, chậu giữa mặt nóng lạnh 350 ngàn. À, không phải, cái này xin lỗi ha, cái này là vòi giữa chén nóng lạnh 350 ngàn. À, một bộ nó như vậy, gồm có hai dây. À, chậu giữa mặt vòi giữa chén nóng lạnh 350 ngàn. Rồi, hôm nay những cái phần 2, hôm nay là phần 2 cái mặt hàng nhà bếp, nhà vệ sinh tới đây cũng hết rồi. Chúc tất cả các bạn là một ngày cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc ha. Và các bạn coi là nhớ đăng ký like giùm mình. Đó, mình rất là cảm ơn. Đó, và chúc tất cả các bạn là coi như là sức khỏe dồi dào. Đó, là hạnh phúc bên gia đình. Chào và xin chào và tạm biệt tất cả các bạn và các anh chị em, chú bác.